khuya rồi đây chẳng tranh trách xuyên ánh quang mây. Trời đã mưa rồi đây, mưa trên xóm xa anh đô thành, đường ngoài kia không xôn xao không đẹp vì đen màu, ôi đường dài hun hút với đêm sâu, bước chân ai qua mau dưới mưa nghe nao nao lẫn tiếng còi tàu thét lâu. Nằm giữa đêm ngoài ô nghe mưa rớt trên khóm tre già, làm chi cho ướt áo anh tôi. Đến mai khi nơi nơi gió im mưa thôi rơi, mời anh qua làng tôi. Em xin giới thiệu, đây là cặp loa mini bookshelf hàng bãi Nhật của thương hiệu Panasonic. Model là Panasonic BM710SD. Cặp loa này có kích thước như sau: chiều cao là 25 cm, chiều ngang cả hai loa là 30 cm, hậu loa sâu 20 cm, bát của loa là 10 cm, màng carbon gân cao su, đầy đủ đê căng lưới loa. Đây là tổng thể góc cạnh mặt sau của loa, công suất loa là 40W một thùng, 80W trên cặp loa, trở kháng của loa là 6 ohm. Cặp loa này mình có thể ghép với amply mini hoặc là amply xoay trung, công suất amply từ 100W đảo về giúp em. Như chẳng hạn em đang ghép với amply xoay trung Onco Intech 205, size amply là 20.5 cm. Nếu các bác có nhu cầu mua amply này thì liên hệ em luôn nha. Mua hàng thì vui lòng liên hệ số Zalo cũng như điện thoại 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em xếp hàng toàn quốc qua bưu điện, các bác vui lòng cọc giúp em 300.000 hoặc là chuyển đủ luôn 600.000 cũng được nha. Vì cặp loa này chỉ có 600.000 thôi. Nhận hàng vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em, bên em bán hàng không bao ship. Em đã test chất lượng âm thanh cũng như là quay ngoại hình xung quanh của cặp loa BM710 cho các bác tham khảo rồi. Thì bây giờ em xin kết thúc clip. Cần xin hình ảnh chi tiết hay mua hàng cứ liên hệ vào Zalo 0931 018.